gì vậy anh Phương? Chiếc đồng hồ. Ngồi cho nó xiết cái giò ấy luôn quá. Hai cái không biết cái nào được nữa. Cái màu xanh đi. Cái xanh bự đi. Kìa. Chắc nó quen quá. Đó. Được đó. 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 Mà bắt lại khó không ta? Khó chứ. Hello xin chào tất cả mọi người đến với kênh Thanh Nhã Vlog nha mọi người. Ngày hôm nay mình anh Phương với Dẹo đây mọi người đang ở trong chòi nè mọi người. Thì sau cái chuyến đi Phú Quốc thì hôm nay mấy anh em mình lại trở lại cái chòi lại đây lại chơi trong đây, hoạt động trong đây, clip ẩm thực rồi trong đây. Ngày hôm nay thì anh Ba đi làm rồi mọi người, còn Sang thì ngày hôm nay nó chưa có về, nó đi du lịch với gia đình cho nên là chưa có về mọi người. Hôm nay chỉ có mình với anh Phương, Dẹo với lại hai nhân vật nữa, nhưng mà ba anh em mình vô sớm, hai nhân vật đó còn chưa vô mọi người. Bây giờ mình sẽ gọi là vô sớm để set up một cái màn tròn, vừa đi về là mình phải bập liền mọi người, phải gọi là mở màn liền, để người ta mở màn là mình xui lắm mọi người, mình phải mở màn liền, cho nên hôm nay mình sẽ có một cái màn tròn để cho mình tập trung lại đây. Để làm gì trời, trước khi ngày đi Phú Quốc là cưng bị gì trả thù anh ruột cho cưng được không, cưng quằn hoài được không, mỗi người khóc là bao nhiêu mắt đo được không. Bữa nay anh với em nhã phải cho anh ruột cái ngu. Bữa nay nói chung là mình phải gọi là cho một cái này, tao cho mày cười đã luôn không, thôi tao cho mày cầm camera chạy theo cười đã luôn, bảo đảm bao chạy luôn, cái một là chạy mà chạy quýu đít, chạy công do công cẳng luôn. Ok mọi người muốn biết như thế nào thì đón xem video nha. Bây giờ mình sẽ gọi là ở đây mình đợi ai vô trước thì mình bật người đó trước nha mọi người. Cái nào làm cái đó ha, anh quay được không á mới làm chuyện á, anh làm được không mới làm chuyện, giờ thi đi. Thằng nào thua trước là nó trầu nước à. Trời ơi, đơn giản nói với em. Xích ra vậy, xích ra vậy. Tuổi hơi, tuổi hơi kinh mất hạnh anh rồi. Hello em. 1 mà, 2 mà, 3 mà, 4 mà. Thua liền. Chơi, chơi. Ai giữ trong đây, bịt mắt chơi mới hay. Bịt mắt là khó không ta? Khoan để em thử trước được không? Sao nói giờ có chơi này không? Thấy chiếc đồng hồ. Wow, để rồi. Thôi mọi người. Hơi khó nha. Hơi khó nha. Không biết xây nữa. Ngày chơi này thì đó tôi gọi là xây đồng hồ đó. Ừ. Ừ, dễ không? Tuổi thơ này không bắt hẳn. Dễ không? Dễ, dễ. Thôi, thôi, thôi. Đi che mắt rồi. Trời ạ. Mày bị điên cái vậy? Không, cái này bình thường thì dễ mà. Hồi nhỏ chơi mà. Bình mắt lại. Bình mắt lại mình chơi được không? Được. Để kiếm đồ. Bình thường hả? Ê, chơi nhắm mắt bình thường quay vậy thôi. Anh quay thử là khó. Anh thấy không hả? Nè, em nhắm mắt là em đợi em nhắm mắt em quay luôn nè. Bịt mắt là chuyện, nhắm mắt là chuyện khác. Để vô đây. Phan nha, phan. Này hay dữ trời. Ờ. Nó nhắm mắt hí hí sao? Không có hí. Không có hí. Thôi quên. Giờ bịt mắt lại mày chơi được mới hay. Từ từ. Nhìn ờ. Sao mày không buộc lại coi? Từ từ, chậm. Quay mà, nhắm mắt nha. Từ nha. Mày quặn mày buộc siết vô luôn đi. Mày buộc siết mà phải từ từ mới buộc. Rồi. Tới giờ chơi rồi phải không? Trời chứ này bình thường. Tuổi hơn nhỏ hạnh. Chơi mà. Tuổi hơn thằng nào bắt hạnh là nó không có chơi này được phải không? Không tao không bắt hạnh nha. Bịt mắt lại giờ chơi nè, tao với anh Phương ngay chậu nước nè. Bao nhiêu cái mới cái vào nước được nha. 50 cái. Vậy 50 cái gì vậy? 30 thôi. Quơ đủ 50 cái dính chậu nước. Khoan mà lấy cái chân ấy nha. 30 không có cầm nha. Lấy cái chân không? Xích lại. Lấy cái chân quơ đúng không? Đúng rồi, chân quơ qua chiều nào để em biết. Rồi, rồi em buông này lại cái anh buông nó ra. Qua đây là anh Hiền. Khoan, cưng cảm nhận được chưa? Cưng cảm nhận được cái chiều đi chưa? Bột xiết này lại quay. Được rồi, đừng xiết quá. Đau giò, không quơ không có được. Vậy quơ được rồi, đâu quơ rồi. Quơ. Nó không có đi. Xiết. Xiết quá không được rồi, nhả lại thả xiết. Cho quơ đi Phương. Rồi. Quơ đi. Anh Hiền đếm đây nè, anh để cái cọng dây bên đây nha em đi. Rồi, ok. Được chưa? 2, 3, quên. Đi kìa. Đụng tay nha. Cái đây vậy mới khó. Thở dọc xíu rồi. Đi rồi. Bây giờ mày điếm hồ ba mày dục cho tao đi. Rồi dục dạ. Bên hướng này nè nha, hướng này nè nha. 1, 2, 3. Ngọt. Đó. Dương. Xích ra để dương. Trời, dương lùm lá chứ. Đứng ở giữa nè. Rồi, em quăng đi nha. Quăng á. Thấy từ từ. Quăng bên đây nè nha. Đây dẹp ghế này, cái gì mà chặt cứng.
Dục qua bên mày nào? Dục bên đây nè. Dục qua đây không? Quay mày dục qua đây cho tao nè. Bên này không? Đúng rồi, đúng rồi. Bốn thầy ba. Quên nè. Né ra, né ra. Hai em rồi. Mấy rồi? Nghiệm rồi đó. Đếm. 3 4 5 6 7 8. Hết rồi. Hết rồi quay. Làm gì vậy? Làm gì vậy hạn? Con dây với gì mà? Con dây chứ gì? Con dây chứ gì? Quay tiếp kìa ba, ba làm gì vậy? Em cái gì á? Cái gì? Dây không thằng ơi? Cái dây cái gì đâu? Có gì đâu? Nào. Đúng rồi, gắn gắn gượt rồi lên cây đúng rồi. Đúng rồi, gắn gắn gượt rồi lên cây đúng rồi. Gắn gượt lên cây. Đúng. Gắn gượt lên cây đúng rồi đó. Dẹp. Vô bụng. Thôi. Mệt. Em mệt trong hóm cười nổi luôn. Gắn gượt lên cây là đúng rồi đó. Nó đâu biết leo cây đâu, gắn dây biết leo cây. Đúng, nó bị chói. Nhiều khi trên cây có một con nữa. Ê, ê. Nãy trên cột cây nào con thiệt vậy? Cột cây đó. Kìa. Nói chạy quá. Anh đừng rồi, anh đừng rồi, anh đừng rồi. Ủa, cái này cho anh toàn, cho anh dẻo thôi. Ủa nhà, dạ? Tính ra mình cho thôi. Tính ra mình cho anh hai thằng luôn. Là bye bye. Thở gì vậy? Thôi rồi, xuống, tụt huyết áp luôn rồi. Có gì đâu hỏi gì vậy? Thôi anh chặn anh ruột luôn, không cho anh ruột cháy rồi. Vậy được á thằng. Này mày gắn nhiều cái. Tao đền tao rồi. Định của anh tìm mấy vậy? Thổi bên tìm định bên tìm mấy vậy? Nè con xài của anh này nè, của cậu Năm nè, thổi máy không nè. Đó. 360 độ luôn anh này. Cái đó là họ ta mệt thì nghỉ đi, không nói nữa. Người ta hở không có kịp ra rồi chết luôn á. Ba cái này nhầm nhò gì? Ba cái này nhầm nhò gì? Sợ ít gì đâu mà. Trời ơi, dữ vậy. Đúng rồi, giống vậy, đó giống vậy chưa biết sợ con gì. Mình ra bàn mình nghỉ đi. Nhưng mà mình vô tiếp tục. Mày nằm đó mày liệu hồn nha. Trời yếu quá trời. Nói vậy đi. Chứ gắn thiệt mới vui. Gắn thiệt, bị điên gắn thiệt đi quên cho nó xích cái đầu nó qua luôn á. Gắn thiệt, gắn thiệt nằm nhìn nè. Cái này thì biết sao. Nhìn nè. Silicon á, anh buông rồi, anh buông rồi. Nè, dòng thứ như vậy á, dòng thứ tao đưa con ếch mà nó nhúc nhích kiểu này á, mày chạy không? Trời ơi, bằng đó, ai cũng sợ. Vô lại cái này nè, hồi nãy. Ê! Mày nằm nó mềm nha, mày la lại ngày tao quýnh mày đó. Nào làm mày cho con xình tiếp. Giờ mình đợi danh cho nhau. Mềm nha. Kêu thơm. Anh ruột cho tới rồi kìa, anh ruột cho tới, cầm mẹ lẹ đi. Nào chơi? Tòn này là chơi hay là tòn chơi này chơi tòn? Chơi đó không? Chơi. Nè. Cứ đâu sợ trời. Tòn chơi hay nhất. Hello em. Chơi sợ. Em anh chơi nè. Ha, vô nè. Vô danh. Vô danh. Kiểu Nguyễn nè. 2, 3, vô. Kiểu Nguyễn cũng được. Nè. Tự nhiên làm được không? Có. Wow. Chơi bắn này nè. Chơi bắn này nè. Đó biết chơi xe kia đồng hồ bằng dây không? Có đâu mua dây dùng mới được. Cái nhà lá vườn. Dây này chơi bình thường. Chạy ra chợ trường học. Né rồi nè, né. Thôi đừng có thể hiện. Em anh chơi đua nè. Trời ơi.
em thường lắm nha, em thường lắm, em thường lắm. Em chơi, em biết quấn, em biết quấn luôn á. Em biết quấn rồi. Em thường lắm nha. Dạ anh biết chào. À thử chơi với anh Hạng coi. Rồi rồi tới dành khớp, tới dành khớp. Khớp. Tại mấy cái dây này nó mềm. Dây kia nó cứng nó không vậy ấy. Qua đây này dành. Ôi xin quấn đeo đi. Cô bắt đầu đi nữa. Quấn đeo ở bơ. Đeo, nó chơi được. Trời ơi, đủ rồi. Đưa ra đi. Cái này nè. Cái này tao chơi rồi. Chơi gì trời. Mẹ trời mấy này đó chơi mà không biết đâu. Ê, mà không cho cầm chai phan nha. Để xuống lại. Giờ quên luôn. Thắng. Thắng. Rồi. Rồi, để bình thường cái đầu bắt chớn là tự vô mình quên rồi. Đúng rồi. Rồi. Bắt chớn rồi. Quay hả nó xoắn lại xíu. Xoắn rồi. Làm gì dở vậy? Hẹn lắm. Nó có nhiều cái level lắm nha. Cái dây kia kìa, dây dù á. Dù chơi mới đã, quên. Dây dù mới được. Sầu quá. Dây dù đi. Dây dù quá mà hối bụng gì mà không quay được. Không vậy là quay được rồi. Đã vậy là tao quay được rồi, nãy giờ quay chơi. Coi đầm. Quay nữa cái gì? Không quay nữa cho nhanh coi. Dịp nè. Khỏi tao quay cũng được nè. Lát lên thôi ơi. Dịp cái đó đi hẹn nó không vui đâu hẹn. Kìa, từ từ. Đó, được mà. Đâu? Nhả nhúng cái đầu nhíp sàn nhíp đó. Từ từ. Đó. Dễ. Dễ. Dễ như mà mình bắt kìa. Quá quê. Không phải mày. Đây. Mày bây giờ bán lĩnh không? Bỏ heo quê heo nhíp. Bây giờ bán lĩnh không? Làm gì? Bịt mắt chơi. Nó quay không, quay không được. Nè, bịt mắt chơi. Bịt mắt chơi. Bản lĩnh là bịt mắt chơi. Thôi, chơi không được, bịt mắt sao mà được. Được. Mọi được mà. Được. Mắt được. Cái vô giò đi rồi cứ hết thu vô. Dạ. Gắn vô giò đi. Đây gắn chưa? Giò. Gắn vô giò. Đúng rồi. Gắn vô giò đi hả chơi, gắn vô giò. Đúng rồi. Xuyên vô miếng nữa đi, nó hơi dột á. Dột gì? Dột cái cổ này. Được chơi. Không chơi không được rồi. Rồi test đi. Không có cho cầm tay nha. Test đi. Rồi test đi. Bị buộc chặt vậy bấm lẩu cho mày. Test được. Rồi. Ra phải có độ lỏng. Rồi. Test thử rồi. Test đi. Không không có cầm. Thả xuống. Cầm thôi. Thôi đây. Thôi hai đây buộc lại cho. Đầu này không biết buộc buộc cái kỳ cái mà cũng có thiệt. Buộc khơi không à. Gắn vô giò chắc chưa? Để gắn vô giò cho nè. Mày sống rồi. Chắc vô á. Buộc cái chân vô lại. Chắc vô. Không ta là húi xì xàm. Hay còn mới giặt cái từng gầu húi. Còn mới giặt cái từng gầu húi. Lâu rồi dỗi vậy. Lỗng gì được chưa? Không có dùng tay nha. Nè bố nè. Đó nó có cái mức độ quay là được rồi không? Ừ. Rồi. Thấy chưa? Anh vô. Rồi dán quay. Anh vô. Rồi qua đi qua. Đi tao quơ cho. Rồi toàn quơ đi. Rồi toàn quơ đi. Quơ đi. Chưa. Bị sốt này rồi anh. Bà đổ. Không sao không sao. Chúa phù hộ em. Chúa phù hộ em. Anh đó bà đổ xanh đó là hư đó. Ơi. Bộ lại em quay. Bộ lại. Từ từ anh đứng em coi. Nhanh tướng lực với chơi. Bé lắm anh, tại giờ bụng bự chứ. À? Bụng nó nổ bự đâu. Sao? Cóc gì? Mấy hén này. Phải buộc cho nó rỗng lỏng ra mới được. Buộc cứng quá nó bị kỳ lắm, nó quên không được đâu. Tôi nói danh nhảy không được. Em không nói này nhảy không được luôn á. Danh nhảy được mà, danh không được. Đỉnh lắm. Em tin anh nhảy được cái danh. Nhảy ra đi. 4 ly cà phê, 5 ly cà phê. Không nhảy không được. Nhảy xin sao nhảy. Kiếm vô kiếm gì ăn không đâu. Được, em nói vậy được. Rồi, đâu quên nha. 1 2 3 quên. Hay quá, hay quá. Ok, hay. Ok, ok. Thấy nó có chỗ mà mẹ ơi, không có được, nó đâu quay đâu. Cầm giác vợ nó không quay, nó chỗ hả? Không. Thấy không? Mày đâu? Kỳ vậy chứ. Không có được anh mẹ ơi. Thì chúng ha. Cộng dây, cộng dây. Cộng dây. Trời ơi, cộng dây. Buông lên Hương, buông lên Hương, buông lên Hương. Rồi, quay đi. Ê, ê, ê. Ê. Không có được, Hương ơi, không có được. Trời ơi,
Yeah, được luôn. Nụ cười đã tắt, đằng sau cũng tắt, bởi vì anh tắt nụ cười chỉ toàn nhân lấy nụ cười. Rồi chuẩn bị, tất cả sẵn sàng, 1 phút 30 giây để xóa đi số nợ 2 triệu rưỡi của vòng 2. Bắt đầu. Bắt đầu rồi, tôi cái đi. Cái cho chị, cái đi. Đúng rồi. Cái đi càng nhanh càng tốt. Cái dây vào. Cái tất cả. Kè kè, cái cậu đứng chân kè. Hay vậy. Ô trời. Chạy. Còn. Chạy. Ê trời. Đừng chạy. Ơi. Ơi. Dạ. Làm gì lái vậy? Ảo giác ba. Đi chạy. Qua mắt gì? Gắn gì ba? Bắt trong gắn luôn. Tù lao. Thấy tù lao rồi đó. Ôi mẹ! Ê! Mày chết á! Đứng chết á! Đứng chết á! Ê! Nè! Chị em chơi đây! Chị em chơi đây! Quay lại dao. Hồi nào cũng té vậy hả? Ôi mà sao thấy thằng cùng quá ấy, sao nãy nó nhảy hay hơn cưng luôn á. Danh á. Cái đó nhảy quảng anh Phương. Cái tua đi tròn đều luôn. Cái tua đó là tua nhảy quảng anh Phương. Hai bài đó trò đó. Téo đầu rồi. Đứt đầu rồi. Tôi hết sợ. Tôi không biết. Sai cũng té khúc đó chứ gì trời. Tôi đi về đây. Mình còn có chiếc dép luôn rồi. Ê, cái đầu nó ở đâu vậy? Cái đầu nó đi. Cưng đạp một cái tới xương luôn đó. Cái đầu silicon đạp tới xương. Tôi nắm cái này. Thành công mọi người ơi. Anh yên danh. Mới đầu quơ không được. Anh đẹp gắn quơ như đạn vậy trời. Quơ đúng đỉnh luôn á. Quơ mà tròn vòng luôn mọi người. Hay. Vậy anh Phương. Vậy anh Phương. Giờ vô để bình thường đi. Dạo chèo ơi, mưa thêm anh vô phá xuống. Vô. Đấy khi nào cứ vô đi. Thì mình chưa trống không thôi. Ông giỡn là quá thì mệt rồi. Ngồi đây. Trời ơi. Anh nhiều. Anh ngon. Em đang là em đổ nhà. Em đổ nhà. Ở đây là em ruột, đây em ruột. Đó là đây nè, em ruột. Anh ruột. Nó nè, anh ruột. Ai kêu mày trời ơi. Đưa nó chết ra đường. Xéo quá, tao sẽ nhớ đó. Tao sắp xéo quá đó. Anh chui đâu vậy? Anh chui đâu vậy? Sao? Có em ruột. Sao em ruột được không? Có em ruột. Em đơm, em nhận rồi. Em đi em nó ra. Tao hết sức rồi, tao hết sức rồi giờ hai tao đi à. Sao bữa anh hai em bây giờ bây giờ em cũng hai anh. Anh hả đây. Đây. Ê. Đâu 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 đâu. Lôi ra anh Vương, lôi ra anh Vương. Tôi đừng có sợ vậy. Con rắn nó chết rồi. Con rắn nó chết rồi. Cái này cái đầu nè. Chết rồi. Anh nhớ cái cậu bữa hổ không? Anh ruột nè còn đây là nó nè nữa không nhớ không? Em ruột vậy là tình cảm lắm rồi đó, em ruột định chơi gắn thiệt luôn á. Biết rồi ha. Sướng rồi, sướng. Sướng rồi. Người nào cũng vậy chơi người ta được sướng không? Người biết chơi là gì nè không? Anh cũng vậy mà. Bớ vậy nè mọi người. Anh ruột này còn nói nè, nó nè. Kêu em bình tĩnh lại. Anh nè. Còn nói nè. Anh nè. Cảm nghĩ như thế nào khi mà mở mắt ra gặp con rắn với giò? Tạp nó mềm.
quơ sống quơ chết luôn trời. Đập mềm. Đập mềm mềm á. Rồi đi lôi. Đập mềm mềm á. Đi chết chắc là nó. Chết chắc là nó. Còn gì? Cái gì đây? Mấy giờ là dẫn học trò hay gì? Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết video này nha mọi người. Nếu mọi người thấy cái video này hay, bấm like cái kênh ủng hộ cho mấy anh em mình nha. Hoàng cho anh này quá cười luôn mọi người. Okay, okay. Anh này gắn gượt leo cây. Tao đi trước mày á. Một người đi với một người. Một người đi với một người đi lui. Ok, chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Like lên cái kênh ủng hộ mấy anh em mình nha. Bye bye.